Xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục gửi đến các bạn một cái câu chuyện rất là hay và ý nghĩa có tên là Sư tử và chuột nhắt. Đây là một cái câu chuyện rất là có ý nghĩa ha. Mặc dù là chuột rất là bé nhưng chuột cũng có thể đến một lúc nào đó chuột sẽ giúp được ích được cho cái bạn sư tử rất là to khỏe như thế này. Thì sau đây là câu chuyện chuột nhắt và sư tử và chuột nhắt. Sư tử đang ngon giấc, chuột nhắt bò lên đầu sư tử làm sư tử tỉnh giấc. Sư tử vươn vai, bàn chân to tướng chẳng may đè lên chuột nhắt. Xin đức vua tha chết cho kẻ hạ thần này. Sau này biết đâu hạ thần sẽ có gì giúp được gì cho đức vua. Sư tử không nhịn được cười, vùng chân lên, chuột nhắt chạy thoát. Ít lâu sau, sư tử mắc lưới thợ săn, chuột nhắt chạy đến cánh đứt lưới, giải thoát cho vị chúa tể. Thế đấy, bạn nhỏ biết đâu lại là bạn tuyệt vời. Câu chuyện của mình đến đây là hết rồi. Hy vọng các bạn sẽ thích câu chuyện của mình nhé. Xin chào.